Chào mọi người, mình là Phúc và chào mừng mọi người quay trở lại với tập 26 của Bài Anh Cành Chay Hôm qua là năm, hôm nay sẽ là 4 rồi đó Nhanh chưa? Thế là chuẩn bị kết thúc một tháng rồi và mở đầu cho tập 26 thì như anh em cũng đã biết, hôm qua mình vừa đập được một em hàng Perisic mùa 2 Toti lên cộng 5. Khi Perisic đủ level 5 thì gần như đội hình của mình cũng full, gần như là full chỉ số 120 luôn rồi. Và hình như phía bên cánh phải của comment vẫn còn lấn cấn một vài thứ gì đó, chỉ có 119 mà thôi. Nên chắc nâng cấp sẽ là phần không thể thiếu rồi. Và sẽ có ba cái tên mà mình định đập nữa vì căn bản còn là có thể làm lại, có thể nâng cấp lại luôn. Ngại gì mà không đập. Thứ nhất sẽ là Sakiri mùa World Cup 22, thứ hai sẽ là Gnabry mùa LOL và thứ ba sẽ là Sane mùa Battle Theo em thì mình nên hóa bạc ai nhỉ? Cùng bình luận cho mình xem ý kiến của mọi người nhé quay trở lại với những công việc hàng ngày, giả lập 5 trận, đã xếp hạng 1 với 1 năm trận, làm hết nhiệm vụ sự kiện và đây là tất cả những gì mà mình nhận được. Cùng xem hôm nay sẽ có gì nào. Đầu tiên sẽ là những gói vật phẩm may mắn, còn mấy ngày nữa ad vip cũng nhiều nên chắc là thời gian còn lại ngày nào cũng nhiều gói vật phẩm may mắn như thế này đây. BB trắng hôm nay nhìn chung cũng khá là ổn so với hôm qua, khá là nhiều gói đấy chứ. Và tổng mình thu được nhẹ nhàng là 1 tỷ ba luôn rồi. Phần cầu thủ hôm nay thì chỉ có 12 gói thôi nên mình cũng chẳng mong đợi gì hết và đúng như vậy, chỉ vô hầm xong đứng lại, vọn vẹn vài cầu thủ tầm giá thấp mà thôi. Tổng của ngày hôm nay chắc gom góp hết lại cũng được 2 tỷ rồi đó nha. Và quay trở lại với đội hình thì vẫn không có gì thay đổi vì căn bản BP mình gom được bao nhiêu, dồn hết vào Perisic luôn rồi. Giờ chỉ còn thay vị trí của Coleman nữa thôi thì có lẽ đội hình này sẽ gọi là trọn vẹn. Ở chỗ Ken thì đợi bút tem color nữa là lên 120, đẹp luôn anh em nhỉ. À, và hôm nay chắc là đến đây được rồi. Cảm ơn mọi người đã xem và chúc mọi người có một ngày vui vẻ.